Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế BMW S1000 XR 2.9 với mức giá 579 triệu đồng tại đại lý ở Việt Nam. BMW S1000 XR 2.9 sở hữu thiết kế mang đậm cái chất thể thao của một cái dòng Sport Adventure, đi cùng với mức giá từ 579 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT. Các chiếc BMW S1000 XR là phiên bản Sport Touring nổi bật với kiểu dáng bề thế, phục hành trình dài và cốp lái rộng, dành cho những tín đồ đam mê tốc độ, thích trải nghiệm những cái cung đường dài. So với phiên bản người tiền nhiệm, thì các chiếc BMW S1000 XR 2.9 nhận được rất nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Khi đông cao kiểu dáng adventure giúp cho người lái có một chút thấy ngồi thoải mái hơn khi chạy ở những cái cung đường trường hoặc những địa hình xấu. Bên cạnh đó, cái mẫu xe mới này còn được nâng cấp một cái công suất tối đa lên tới 185 lực, tăng thêm 5 lực cho phép xe hoàn thành cái cú tăng tốc nước rút từ 0 đến 100 m/h trong khoảng từ 3 đến 4 giây, đồng thời triệt tiêu hoàn toàn nhược điểm về cái độ rung tay lái khi đạn vượt tốc cao. Cái phiên bản yên thấp giúp cho người dùng dễ dàng ở dụng một cách là thành thạo. Ngoài ra, xe còn được trang bị một cái tay lái có sự ấm và kiểm soát hành trình Cruise Control. Cái kính chắn gió được tinh chỉnh lại. Chưa hết, xe còn được nâng cấp hệ thống hỗ trợ tay nhanh Gear Shift Assist Roll Up and Down, hệ thống phanh ABS Roll cao cấp giúp ổn định xe khi người dùng phanh trong cua. Chế độ lái thì rất đa dạng, bao gồm Range Cross, Dynamic, Dynamic Roll, hệ thống thông minh Dynamic ESA, cái phục mạ chrome, cái phục mạ là Coins, tinh chỉnh là cao thấp theo cái chế độ người ngồi hoặc thùng khác nhau. Và tạp nam có hai cái mẫu mô tô BMW Motorrad khá được ưa chuộng là cái dòng Adventure R 1200 CS. Cái phiên bản mới cũng vừa được cập bến ở Việt Nam là R1250CS và CSA 2.9, và Sportbike S1000 ER208. Cái chiếc BMW S1000 XR2.9 được xem là sự kết hợp giữa hai dòng xe trên. Cái mẫu S1000 XR2.9 có vẻ ngoài là ngầu hơn hẳn với thiết kế line Sportbike thể hiện ở bộ quay chắn gió sắc nét và phần đuôi vuốt cao. Về mặt hiệu sức thì mẫu xe mới này sở hữu cho mình cái động cơ lực 4 xanh thẳng hàng, dung tích là 999cc, cho ra một cái công suất đa 185 lực và 112 cm. Chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt 2183 nhân cho 940 nhân 1408 mm, chiều dài cơ sở 1548 mm, cái chiều cao yên 820 mm, dung tích bình xăng 20 lít và một cái trọng lượng 228 kg. Kích thước bánh trước 120x70x17 và bánh sau 190x55x17. Hiện BMW Motorrad Việt Nam đang phân phối cái mẫu BMW S1000 XR 2.9 hoàn toàn mới với hai màu sắc tùy chọn: đỏ Racing Red và Diesel HB trắng Slide White xanh, Racing Blue Metallic và đỏ Racing Red. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.